Bác nào cần dao? Cứ alo cho mau. 0947 640 046. Ui, con trâu kia nó định liếm anh em mình. Tao ngửi cái mùi thơm lắm. Thơm gì? Thịt nướng. Có thấy gì đâu? Mùi anh mùi chó à? Thật mà, chó gì? Thơm lắm. Có thấy gì đâu? Đây là nhà hoang mà. Thơm đấy à? Anh bên kia của cô. Để nhận xem. Sao nó làm mồm này? Anh có tiền là bao nhiêu? Cái này phong bì vào, lấy cái phong bì không cũng tốt. Ừ, thì tên rồi nhỉ. Được đấy, được đấy. Kéo nhỉ, được đấy. Gửi nó đi rửa chuột, đi ăn thịt chuột nó ăn ngay. Nhưng mà thằng này á, xin nó không cho. Kìa, à, anh em mình tứa lộn này. Lộn này thì còn phải xin. Tứa lộn này. Ôi, thịt nó nhỏ nó đấm như vậy. Đấy, đứng im đấy nhá. Tối quá. Đứng im đấy. Em cũng vào đây. Ở đấy. Nhưng nó anh bị bắt thì sao? Đi ra đấy, còn là cái mâm đã. Để đây. Tao lấy được ai đây, em lấy được ai đây? Anh có điêu. Cầm lấy thì tao lấy cái lá. Điêu đi. Cầm lấy tao lấy cái lá ăn cho nó sang trọng. Anh trời ơi, mày lấy lá chuối à, lấy lá giấy. Búa. Dắt tao lá chuối ở trên đây. Mẹ thằng nào đây? Làm bốn chiếc thịt nướng của mình rồi. Mẹ chúng mày. Tao mà tìm được chết với tao. Mẹ em ơi. Nướng từ đầu ngõ, mày không tin. Nó mùi vớ vẩn và rán.
Nhá, tao hít khỏi mình nghĩ nhá. Tao ngửi phát tao biết là thịt nướng rồi nhá. Tao còn biết là thịt nướng hành đấy. Thịt nướng hành, em đừng có mầm tiêu đi. Cậu đường này á. Tao ngửi nhá, có mùi hành mùi tỏi nó bên ngay. Kiểu mũi của đầu bếp nó khác. Em siêu đầu bếp còn chưa ngửi được rồi. Ôi nhờ. Vừa khẹp thịt tới. Đáng rồi đấy. Trong cái xương này chẳng mỡ á. Đó. Hơi mỡ. Không thích ăn mỡ lắm. Chắc cái xương này nó nướng để cho các cụ ăn à. Mỡ các cụ không có răng. Cả miếng. Chị ăn cái chơi chơi này. Vã nè. Chắc bây giờ cái thằng kia là tức ớt lại nè. Anh biết đấy là đâu? Đấy là ngoài đường mà. Là thế à? Anh nhìn cái mồm oai. Tí nữa nó ra đây nó lại vả cho không trượt luôn nào. Không sợ đâu, tao biết nó mà. Anh quen à? Ừ. Bạn anh. Anh quan hệ rộng nhỉ. Anh ấy cả làng đấy. Thằng đấy nhá. Chỉ nó chỉ gọi là xăm trổ tí thôi chứ nhát bầm mẹ. Này, riêng tao nhá. Không phải nghĩ luôn nhá. Không nghĩ việc gì? Tao không ứng ra. Riêng tao mà cả đấy, không phải nghĩ. Một thiên, nó mày tin không? Nó sợ anh ấy. Chắc nó sợ anh ấy. Kệ người ta, tí đường. Thằng đấy ngày nhỏ tao đấm cho mày tì mày biết gọi là cú đấm thép không? Ngày xưa tao đấm với một phát chứ bây giờ nó mới có con răng mẻ mẻ này. Này người biết nó bốc bét kìa. Này nó chết tao mũi đấy. Có mũi cái gì ngày xưa nhỏ này đấm nó đấm à nó chẹo mở mắt đấy. Nên là đây là tao ngã xe đấy. Ngã xe mà. Anh biết đấy là đâu. Chạy ngã chạy cầu vào mũi à? Em có thấy anh ngã được. Mình không thấy nhưng mà tao ngã thật. Điều. Một phía đấy, một phía đấy. Thật, những ngày đấy tao toàn uống bia với sở tinh nên ngã. Vâng. Ủa chứ mình đừng nhìn thấy gì ăn lắm. Thật gì, ai biết đấy là đâu. Thịt tao vừa nướng xong. Mà cái đời xẹo chắc chắn là bọn nó đấm nhờ. Đấm cái gì, tao đấm nó. Ngày trước nha, tao chỉ đấm tao đấm nó một phát thôi đấy vì chỉ vì một hòn viên bi đấy. Sau này anh chạy chạy gì tao mà phải chạy á. Nha tao cỡ anh xong nó sợ xong nó sợ tao quá nhá. Mày biết nó mẹ nó phải cho đi du học đấy để cho đỡ phải học cùng trường tao đấm nó liên tục. Anh học trường học được đi du học rồi. Nó phải cho đi du học Sài Gòn không biết à. Đấy nó đi làm bốc bát họ mà. Không tưởng đi du học. Không biết. Nó cũng mệt học. Thế mới thấy rằng bạn em nó bảo là anh này là thằng này này đi bốc bát họ đi. Bốc bát họ là cái gì? Không biết. Nên bây giờ nó học được võ thì. Mà cái yên tâm. Cầm trong tay xiên thịt này thì không phải nghĩ một chọc nhé. Bốc phét đi. Cả miếng nào chín chín á. Đấy, chiên rồi này. Ôi, cái nồi để chiên ra cái kia. Rồi. Anh mỗi cái là một tí nhăn nhở đấy. Mất tiền mua mâm ông đâm cho thủng mày hiểu không? Anh mất tiền gì đâu. Mất công. Không ăn trộm. Tôi xin rồi. Tôi xin rồi. Nhanh á. Tôi đi bắt cầu rồi à? Anh ăn thịt nữa không? Không. Ngon này không ăn. Ta lại kể cho mày nghe. Anh em mình diễn như thật này. Như kiểu này. Thịt của mình nữa. Thế à? Sợ gì?
anh cho anh cái. Tao lại kể cho mày cái giai thoại của tao đấm thằng thằng đấy nhá, thằng chăm chổi nhá. Xưa nhá, mày không biết nhá, riêng nhá, trùng bi nhá, thằng nào thì chơi. Tao chuyên gia, thằng đấy là một. Anh mày để mẹ mà hoài lên nhỉ? Nhưng là ngày xưa tao to hơn, chỉ vì tao ăn lắm nên là không lớn được, không lớn được mấy. Chứ này, ngày trước tao tao đấm nó nhá, mày. Mày chưa, chưa chưa lớn. Anh. Mày không tin cú đấm thép à? Được. Cái gì đây? Cú đấm thép này. Đây. Cái gì đây? Cú đấm thép này. Cú đấm thép này. Đừng nghe ăn, đừng nghe ăn. Tao làm gì đâu? Đừng nghe ăn. Tao làm gì? Tôi đang nướng 4 xiên thịt nướng. Trời hôm nay mát rồi, tôi làm cút rượu mà quay đi quả lại mất hết cả 1 xiên. Đây bác Cẩm Nguyên. Mày điên à? Chỉ có ông lấy của tôi thôi nhá. Lấy tao lấy từ đâu? Cái 4 xiên này ở đâu ra? Hả? Tao nướng. Đi về đây. Xiên nhà tôi bác Cẩm Nguyên. Đi về đây anh khẩn trương. Không phải của tao đâu. Đi về đây. Thằng kia nó lấy đấy. Không cần biết thằng nào. Thằng kia nó lấy đấy. Không cần biết thằng nào. Không cần biết thằng nào. Đưa lại nhanh khẩn trương. Không phải tao nó lấy mà đuổi nó nhanh còn kịp. Không, nhanh. Tôi cứ bắt ông. Không lấy đâu, nó tự nhiên nó gọi tao ra đây để ăn thịt nướng. Tôi cứ bắt ông ra thì sao? Tôi cứ bắt ông ra thì sao? Đi. Không phải tao. Cái này. Đi. Dắt xe ông về nhanh khẩn trương. Đưa nốt trên kia này. Đưa đây. Cái tài này. Tao không lấy đâu. Nghe lập xong. Tao. Thằng kia. Nó lấy đi, mày đuổi nó nhanh con kịp đi. Cái này. Không phải tao. Không sai nhiều. Đi về. Tôi ra rồi. Bất kỳ nào đang ăn cho không phải. Không phải này. Đi về. Từ không phải tao mà mày cứ cái này mày thật mà này. Làm 4 xiên để làm cút rượu mà ông cứ cái cay không? Không phải tao, thằng kia thật. Ông có thấy cay không? Từ để tôi lấy thằng đôi dép đã. Không phải tao đâu, thật đấy. Đi về. Bây giờ để trả tao, tao bảo cái này cay. Đừng, tao bảo. Đi về ngay cả trường. Đừng có cay. Tao bảo bây giờ thật. Cay này. Đi về. Ông vào đây, Vào đây tôi cho xem. Nha. Đấy mà cái. Đây. Cái đi. Bài nướng của tao vẫn còn đây, mày cay không? Không phải tao. Cái này. Cái này. Tao mà. Mày nhìn đây. Không phải tao. Thì bây giờ ra mày đang ăn. Bây giờ không phải mày thì ai? Mày đang ăn. Thằng kia nó rủ tao ra nhá. Nó cầm 4 chiếc thịt nướng, nó bảo tao ra ăn đấy. Không phải tao đâu. Không phải mày gì? Tao có biết đâu. Xe này xe ai? Xe thằng kia. À, tao bắt được cả đôi rồi. Cái gì? Không phải tao mà, thì bây giờ mày bắt xe nó đi tí nữa. Cái mày ra vẫn còn thấy mày đúng cái thịt vào mồm, kêu không phải tao. Thì nó rủ ra đấy. Không đấy cần. Thì bây giờ vẫn còn bốn nguyên bốn xiên, gần nguyên bốn xiên đấy thôi. Mày bị làm sao đấy? Thịt tao vương bây giờ mày ăn nửa, giết nửa xiên cho tao tắc hương kiểu gì mà còn bốn xiên. Thì vẫn tắc hương này, miếng này vẫn còn nguyên này đấy, tắc hương. Vả cho trận giờ, thịt tắc vương mày ăn rồi. Nhưng còn tắc hương được. Không nói nhiều. Mà tao không lấy. Bây giờ để tao về tao gọi thằng kia ra nó chịu cho. Bây giờ xe nó đây. Mày ra đây. Ngồi xuống đây. Đợi tao tí. Ngồi đây. Tao ngồi đây tao đợi. Đứng lên. À cho mày ngồi nữa. Cái gì? Không phải cái gì cái mực đâu. Tao đi về. Về này. Không. Về này. Tao có lấy không phải đâu ấy. Ăn một thịt cũng của tao xong về này. Đâu ấy? Từ. Đâu rồi? À đây rồi. May qua vừa bạn con chó này thử cái xích nhá. Mày chết thế nào? Làm gì riêng? Riêng không? À? Không thích. Chạy này. Chạy với chúng tôi à? Chạy với chúng tôi à? Đi ra đây. Đi ra đây. Đừng có nói nhiều. Đi ra đây. Làm gì? Tao không phải tao. Tao đã bảo cái gì? Không phải. Tao phải tao gọi nó cho mày. Gọi này. Không. Dắt xe ra, nhanh cập trường. Để tao nói ít thôi, tao đá cho đây. Dắt cái xe ra đây. Không. Nhanh. Thế thì về để tao lấy thịt tao nướng đền cho. Không, tao chỗ bây đấy. Bây giờ tao không. Bốn xe thịt đánh mà. Đi cái không? Tao nướng cho tí. Đi cái không? Dắt xe này. Tao phải tao gọi nó một bát 5 phút rồi, không phải nhiều đâu. Tao phải đá cho này, nhanh cập trường. Đây. Rồi, đừng nghe. Để xe vậy. Rồi. Đây. Hả? Nổ máy này, tao bảo mày nổ máy à? Hả? Nào.
gì đây? Cái gì đây? Ngồi xuống. Gì đây? Cái mày, ai vừa chơi trò này? Mày đi đời rồi. Chạy này, chui vào. Chui vào làm gì? Chui vào, đừng có cãi. Chui vào đây làm gì mày bị sổ? Không ổn rồi. Tự nhiên cho tao vào đây làm gì? Tao tính bắt cả thằng em mày nữa. Bắt? Nhưng mà từ từ. Bắt nó đơn giản, tính tao lừa. Không, tao không cần mày nữa. Tao về tao lừa nó ra cho. Đừng nguyên đấy, cấm chạy. Thế là làm gì ấy? Không. Tao thề, tao đền, tao về tao lấy thịt cho. Đền à? Đền với chúng tôi à? Làm gì ấy? Không. Thích không không? Thích không không? Đá, tao đá cho công trượt cái nào này? Tao đá cho công trượt cái nào này? Ở đấy mà không phải có. Tao tưởng bảo có cú đấm xóm xét cơ mà. Que ghê lắm mà. Thằng kia nó lấy tao. Cú đấm xóm xét đâu rồi? Thế mày phải bỏ tay tao ra tao mới đấm được. Mày bị điên à? Tao cho mày. Mày à, đã ăn thịt cúng của tao rồi, tao lại bỏ tay ra mày ra cho mày đấm tao á? Còn như mày thì thử solo thế nào? Mày cứ ở đấy. Bắt này solo rồi. Tí nữa ông già tao về cho mày solo với ông già tao. Tao nhát thế thôi. Nào mày bật đi. Nhát này, bật đi. Tao về tao gọi thằng kia ra cho thật đấy. Mày kiểu gì nó phải xuống, mày cứ yên tâm đi. Nghe lời tao. Ngồi xuống đâu thằng. Nghe lời tao. Nghe lời tao, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đấy. Nói nhẹ mà không nghe à? Hả? Ai. Mẹ thằng chó kia. Nói nhẹ mà không nghe. Nằm im. Từ này gọi cái gì? Để tao về. Nhà bao việc. Để tao về tao gọi nó cho. Tao bảo thật đấy. Ý à? Tao điêu mày làm gì? Gọi chúng tôi à? Mày làm gì đấy? Buộc người chặt rồi ai thoát được nữa đâu mà mày. Ui dồi ôi. Cái gì đây? Ui dồi. Thế này gì? Thằng kia. Nó xui tao đấy. Nó xui tao. Không phải tao chủ mưu đâu. Mày bắt tao làm gì? Tao không cần biết, tao cứ bắt được mày đã. Thằng kia để sau. Mày giỏi đi, thoát được tao gái. Mày buộc thế này, bố thằng nào mà thoát được. Ngồi yên đây. Thích cay không? Hả? À? Thích bật không? Thích gì? Đừng có bật. Nha. Ngồi yên đây, tao đi mua lại thì tao. Nướng lại. Tôi không dám. Để chết tao mà cứ ngồi đấy. Nha. Đi đâu ấy? Thì lại tao về nhà thì tao. Mày cứ ngồi yên mày đấy. Mày đi đâu? Mày cứ ngồi yên đấy. Ngồi yên cứ để. Tao mua lại thì cho ông tao ra. Tí là kia mà không quay lại á, à, tao lên tận nhà. Đứng lên à? Nhà nó cũng chả gặp, bảo tao đưa đi tìm nó, tao biết chỗ nó trốn, rốt. Nhà nó mà không gặp nó thì gặp ai? Hả? Nó chả nhẽ nhà nó không gặp nó gặp mày à? Nó trốn hả? Rồi, tao dẫn đi. Xe nó ở đây không trốn được, mày cứ ngồi yên đấy. Có để ơi. Cứu tao. Ôi. Cứu tao. Ôi tao kia. Đây. Đây này. Đây này. Nó đi rồi. Đi chưa? Nó đi rồi. Nhìn lên.
vào lấy xe của em. Xe mày, mày không cứu tao lên để xe cái cộ cái gì? Ôi, nó khóa xe em rồi, em lấy em sao được. Xích sang bên này, đây này, bên này này, mày. Vậy mày em đánh chết rồi. Mày nâng cái xe lên. Nâng cái gì? Nhấc, á. Ây, ôi, từ. Mày thích cười không? Đang khổ rồi. Không, nhưng cái xe lên, kéo cái xích gần lại đây này. Nó giít xích vào tay tao đau quá. Rồi. Nào. Xe này nặng lắm. Xe. Nào, rồi. Đấy. Nào, nâng lên. À. Rồi. Ôi. Ôi. Mày lấy cái gì ra? Đi cái này. Không được. Cái này mà bị sửa chết rồi. Mày không thấy trong đấy à? Tao cũng bị xích à? Mày lấy cái gì đổi đi. Kìa, trong kìa. Tao thấy có cái cưa sắt kìa. Đó. Trong mấy cái kia. Ok. Cái đấy đợi được không? Ui, đau tay đau. Ui, đau tay đau. Ui, đừng đợi. Nó dít vào tay. Cái làm nào? Kìa, lấy cái cưa kìa. Đó. Đấy, trong mép cửa kìa. À, đấy. Không, ở ngoài ấy. Ở ngoài ấy. Đây. Đang cho cái đấy chân mày ấy đấy nhanh lên.